Hello mọi người, wow, quá lâu đã quay trở lại kênh Kỹ Sư Hẻm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con CB1000 đã được độ bởi Kỹ Sư Hẻm. Đấy, đây là con CB1000. Nói giỡn thôi, nó là một con CB400 nhưng mà đã độ lên CB1000 ở gara của anh Tự Thanh Đa. Rồi sau khi anh Tự Thanh Đa mà độ cho nó thành lên cái form CB1000 rồi thì tới lượt mình. Mình sẽ là người độ cho nó những cái hệ thống an toàn. Rồi, hệ thống an toàn là như thế nào? Thì đối với mình á, và mười mấy năm làm xe thì an toàn đó có nghĩa là heo phuộc thắng. Đó. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy đây là một dàn phuộc Olin của Aprilia RS V4. Đó, cặp phuộc này, cặp phuộc Olin của RS V4 ha. Phuộc vỏ vàng, ti vàng. Rồi và nó có bình chỉnh hò dầu dưới đây lẫn chỉnh trên, chỉnh dưới luôn. Rồi đi kèm với nó là một cặp heo Brembo M50. Đó, hai con Brembo M50. Rồi phuộc này là phuộc Olin tháo xe ha. Rồi cặp phuộc Olin tháo xe. Ngoài ra khi mình ráp vô chiếc CB400 này, anh chủ xe có cái yêu cầu là muốn làm sao mà nó phải hoạt động như zin. Mà đã như zin có nghĩa là phải CNC chản 3 lại toàn bộ mọi thứ, từ CC chản 3 dưới, CNC chản 3 trên. Và anh chủ xe thì lại thích một cái style phuộc chản 3 nó giống như là kiểu Ducati. Thì với kiểu những cái dòng mà Ducati thì thường cái chản 3 của nó sẽ là ba con ốc bắc, và cái bộ chản 3 của nó là sẽ có rất là dày và cao như thế này. Đó. Rồi, phía trên đây mình có thể nhìn thấy ha, chản 3 này xin xi nguyên khói ngay cả phía dưới lẫn phía trên. Và cái kiểu cách ốc bắc cũng là bắt theo kiểu ốc của Ducati luôn, là ốc xí chản 3 vô giữa rồi bắt hai bên. Rồi xin xi thêm cả cái chụp mà bắt đi đông nữa. Rồi, đó là về cái cặp phuộc Olin và chẳng ba trên dưới. Và bắt đầu chúng ta sẽ kéo xuống ha. Mình bắt đầu đã xử lý lại thêm cái bát bắt dè. Đây là cái bát bắt dè trước. Đó, hai cái bát CNC bắt dè trước. Bát giữ dè luôn, cũng CNC luôn, toàn bộ là bát CNC để mà bắt cái dè này vô cho nó thật là hoàn hảo. Đi kèm với nó không thể nào thiếu là một bộ full dây dầu màu đỏ đến từ thương hiệu Acosato. Rồi. Và mình có bán cả luôn cả dây heo của UK nữa. Tùy vào cái nhu cầu mà mình sẽ tư vấn cái dây nào, thì thật ra là tùy thương hiệu nữa, mọi người thích thế nào cũng được. Rồi, ngoài ra mình đã gắn thêm cho ảnh một cây trợ lực Matrix Hyper Pro dạng gắn vô sườn. Đây, đây là cây trợ lực gắn vô sườn. Rồi, ngoài ra anh chủ xe còn thay nguyên một bộ ống dây nước màu đỏ để cho nổi bật thêm phần động cơ đen. Rồi, bắt đầu mình sẽ lên tới ha. Côn mình sẽ sử dụng cho ảnh là côn dầu. Rồi, đây là cái cùm RCS 14 bên tay trái, rất là nhẹ luôn. Rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ, chỉ khoảng một ngón tay thôi là dư sức bóp nè. Này mình xài một ngón thôi nè. Đó, để bên đây bóp nè ha, một ngón thôi nè. Chỉ một ngón thôi đó. Đó, lấy ngón út bóp cũng được luôn nè. Đó. Ngón út thì hơi ngắn bóp không được. Đó, một ngón thôi là có thể giữ được côn luôn, không vấn đề gì cả. Đó, dĩ nhiên là lắp những cái côn dầu như thế này mà độ thì dĩ nhiên là không thể nào mà nói về cái phần canh chỉnh, là phải làm bát canh chỉnh thật là chính xác mới xài được. Rồi qua cùm thắng thì nó là một cái cùm Brembo RCS 19. Đó, mà mình đi kèm với lại ống ga Domino mình thiết kế, mình gắn ở ngay giữa cái cùm như thế này, rất là nổi bật, và thay cả sợi dây ga luôn, thay cả hai sợi dây ga. Đi kèm với đó là hai cái kiến gù. Đó, xe này một lát nữa mình sẽ đem ra rửa thêm, tại bây giờ mình nôn nóng review cho mấy bạn quá. Moto Gadget, hai cái kiến gù tròn ha, cực kỳ là classical. Và con Super 4 này nó là bản VTEC rất là cao, bản Revo, xe đời mới luôn, xe hải quan chính ngạch. Đó, khi mà mua về là anh đã đem đi độ liền luôn. Đó, đây là cái phần mặt bên đây. À, nói về mâm ha, mâm thì mâm zin của bản CB400 này nó là mẫu như thế này rồi, mẫu kiểu mới rất là hiện đại. Và mình đã thử cho ảnh một cặp đĩa của CBR1000. Đó, đĩa CBR1000 lòng vàng. Rồi, tuyệt vời. Rồi, phía đằng sau thì gần như là không có gì thay đổi nhiều. Chỉ là những cái làm yên rồi dè bọc lại theo phong cách CB1000 của anh Tự Thanh Đa. Rồi, như vậy thôi, chỉ như vậy thôi. Một chiếc xe làm một cái phần dàn chân trước, một cái combo full dàn chân trước. Như vậy thôi thì giá của nó cũng hơi chua rồi đấy. Đấy, nhưng mà không sao, chỉ cần khách hàng có nhu cầu là mình có thể làm được mọi thứ. Rồi, cảm ơn mọi người, hy vọng là mọi người đã có thể có cái video. À, mình sẽ test động cơ cho mọi người nghe thử ha.
Thì cặp bô này là cặp bô của anh Tự Thanh Đa đã làm lại hết toàn bộ cho chủ xe. CB400 này nó là một cái dòng mà nói thiệt ra là nó gọi là, nói gì ta, gọi là một đỉnh cao. 5 năm, 10 năm, 20 năm nó vẫn thế, nó vẫn cái xì tai đó. Rất là thoải mái, rất là mạnh mẽ. Động cơ 400 phân khối này thì cực kỳ là mạnh mẽ. Chạy hai xị không vấn đề gì hết, êm ái và ga tốc rất là lẹ. Lái nó di chuyển, nó ngồi nó rất là thoải mái. Tầm ngồi thoải mái, chống hai chân thoải mái, đi tướng rất là phong độ. Dĩ nhiên là người ta thôi chứ mình tướng mình không có phong độ lắm, tướng mình hơi bần. Đấy, tuyệt vời. Chỉ như thế thôi. Mọi người hãy xem kênh và ủng hộ mình nhé. Có nhu cầu làm xe gì thì cứ hú mình.